Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Án mạng ngày giáp Tết. Vào một buổi chiều, khi điện thoại trực ban của Công an thành phố Yên Bái vang lên, phía đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ. Người này cho biết đã phát hiện bác mình mất mạng với nhiều vết thương trên người. Những thông tin ban đầu được tiếp nhận, xét mức độ nghiêm trọng, Công an thành phố Yên Bái đã báo về Công an tỉnh để phối hợp. Hiện trường là một cửa hàng vàng bạc nằm ngay con phố buôn bán sầm uất ở thành phố Yên Bái. Chủ cửa hàng là ông NQT được phát hiện thiệt mạng dưới nền nhà, xung quanh nhiều huyết. Theo người cháu gái trình bày, chiều mùng 3 tháng 2, chị này ghé qua xem chú mình chuẩn bị Tết đến đâu. Tới nơi, chị thấy cửa tiệm vàng khép hờ. Khi mở cửa ra thì đập vào mắt là đại thể ông T nằm bất động. Hiện trường có những dấu vết của một vụ sát hại người, cướp tài sản rất điển hình. Ông T bị hung thủ sát hại, cửa hàng cũng mất đi số lượng lớn vàng bạc. Cửa hàng vàng của ông T nằm ở con phố buôn bán sầm uất. Ngày giáp Tết, người dân đi lại buôn bán rất đông. Thế nhưng khi rà soát, các trinh sát không tìm được bất cứ nhân chứng nào biết hay chứng kiến sự việc. Thậm chí một manh mối nhỏ nhất về người lạ mặt, khả nghi ra vào khu vực cũng chẳng có. Vạch lá tìm sâu. Việc đầu tiên các trinh sát làm là tìm hiểu nhân thân ông T. Theo đó, ông T từng xây dựng gia đình nhiều lần. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, ông này đã ly dị, sống một mình tại căn nhà kiêm cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Ngoài đời, ông T được hàng xóm đánh giá là có lối sống dễ chịu, hài hòa, nên không xuất phát mâu thuẫn với ai. Tất cả những người đầu tiên được Công an Yên Bái đưa vào diện sàng lọc đều chứng minh không có động cơ và có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Ban chuyên án được thành lập với quyết tâm phá án nhanh nhất, sớm bắt được hung thủ để đảm bảo cho người dân một cái Tết an lành. Hàng trăm đối tượng hiểm nghi, có tiền án, tiền sự, có bất minh về tiền bạc, lối sống cũng được gọi hỏi. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh. Tại hiện trường vụ án, ngoài vết huyết của ông T, công an còn thu giữ được một vết huyết lạ và dấu đường vân trên đồ vật. Sau này vết huyết ấy cho ra kết quả không phải của nạn nhân. Dấu đường vân thì quá mờ, chưa thể truy nguyên. Lần theo bóng ma. Lúc này, với sự quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Các trinh sát tỏa đi khắp các hang cùng, ngõ hẻm trên địa bàn tỉnh. Thậm chí vào tận Huế chỉ để xác minh một manh mối còn rất mơ hồ. Kết quả rà soát các cửa hàng vàng cũng không đem lại thông tin gì giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, chẳng có đối tượng khả nghi nào đến những nơi này để tiêu thụ vàng cả. Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm trôi qua, ban chuyên án năm 2008 đã có những sự thay đổi. Có người đã về hưu, có người chuyển công tác, nhưng tất cả họ vẫn canh cánh suy tư về vụ trọng án chưa thể kết thúc. Hung thủ còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hàng trăm đối tượng giang hồ, tiền án, đối tượng nghiện, cờ bạc đã được gọi hỏi, ra đi ra lại nhiều lần nhưng không có kết quả. Dường như hung thủ có thuật ẩn thân để qua mặt lực lượng trinh sát. Điều tra viên dày dặn kinh nghiệm của Công an tỉnh Yên Bái. Đã có lần các anh phát hiện ra đối tượng khả nghi, nhưng khi xác minh thì lại thở dài. Vụ án cứ thế kéo dài cả chục năm trời. Một ngày đầu năm 2019, tức là sau 11 năm vụ án xảy ra, ban chuyên án bất ngờ nhận được thông tin về một manh mối rất rõ ràng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an đã rà ra người đàn ông có tên là Phạm Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại Thái Bình.
dã tâm của quỷ. Một tổ công tác được cử đi Thái Bình để xác minh về Dương. Tại đây, các anh được biết Dương vốn là đối tượng nghiện chất cấm. Trước năm 2008, Dương có lên thành phố Yên Bái làm tại xưởng mộc của người nhà. Rất trùng hợp, xưởng gỗ ấy không xa nơi ông N bị sát hại là mấy. Tại Yên Bái, các trinh sát làm việc với chủ xưởng gỗ và những người xung quanh. Do thời gian quá lâu nên đa phần họ không giữ được những ký ức chính xác về Dương và biểu hiện của gã vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những người này xác nhận Dương có làm việc tại đây. Tết năm 2008, gã về quê. Hết Tết, Dương quay lại làm đến cuối năm 2009 thì nghỉ hẳn, chuyển về Thái Bình sinh sống. Ở Thái Bình, Dương lấy vợ, sinh con. Nhưng do bản tính ham chơi nên cuộc sống gia đình chẳng đâu vào đâu. Tháng 11 năm 2013, Dương bị công an huyện Đông Hưng, Thái Bình bắt về tội mua bán trái phép chất cấm, bị tòa án nhân dân huyện này tuyên phạt 7 năm tù. Gã được thi hành án tại trại tạm giam Thanh Phong, Bộ Công an. Đến tháng 6 năm 2018, Dương được tha tù trước thời hạn. Về địa phương, Dương làm nghề lái xe tải chở hàng. Kể từ đó, gã không có hành vi vi phạm pháp luật nào. Lý lịch bất hảo của Dương cộng với những chứng cứ qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án Công an tỉnh Yên Bái tin rằng Dương là nghi phạm sát hại ông N. Việc triệu tập Dương lên làm việc được thực hiện nhanh chóng. Từ đây, vụ án tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng suốt 11 năm trời, đã dần hé lộ. Sau 11 năm, mọi thứ đã thay đổi. Duy chỉ có quyết tâm làm sáng rõ vụ án sát hại người, cướp tài sản xảy ra ngày 3 tháng 2 năm 2008 là còn nguyên trong lòng các chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái. Các điều tra viên ngồi đối diện Dương, người mà các anh đã mất bao công sức, thời gian để truy tìm. Ban đầu Dương chối tội, gã nói chẳng biết gì bởi gã tin 11 năm mọi thứ đã nhạt nhòa. Nhưng Dương đã nhầm, hành vi của gã đã được các điều tra viên công an tỉnh Yên Bái dày công thu thập, chứng minh hết sức bài bản, rõ ràng. Dương chẳng thể cãi, gã nhận tội. Dương khai hắn làm việc gần cửa hàng vàng của ông N nên nắm được thói quen của ông này. Do nghiện chất cấm, cần tiền tiêu, ngày 3 tháng 2 năm 2008, Dương nảy sinh ý định đi cướp tài sản của ông N. Khoảng tối cùng ngày, Dương cầm theo một thanh gỗ, đi xe máy tìm đến cửa hàng vàng của ông N. Lúc này ông ở một mình, đang ngồi uống trà. Dương đi vào hỏi, nói chuyện dăm câu, rồi mua một chiếc nhẫn bạc. Khi thử thấy không vừa tay, nên Dương yêu cầu ông N sửa lại. Ông N lúi húi bên bàn chế tác, thì Dương rút hung khí, tấn công, khiến nạn nhân gục xuống. Dương đi ra, kéo cánh cửa lại. Lúc quay vào, gã thấy nạn nhân đang bò vào trong nhà, nên đuổi theo ra tay với nạn nhân, khiến nạn nhân thiệt mạng ngay sau đó. Dương đập vỡ các tủ kính đựng vàng, rồi vơ vét đầy túi. Xong việc, gã kéo cửa lại, lên xe và bỏ đi. Số vàng đó Dương đã bán làm nhiều lần, lấy tổng số tiền khoảng 200 triệu. Có tiền, Dương lao vào nghiện ngập, cờ bạc và chẳng mấy chốc đã hết. Năm 2009, Dương về Thái Bình sinh sống, lập gia đình. Tại đây, gã đã phải chịu bản án 7 năm tù về tội mua bán chất cấm. Sau 11 năm, Dương những tưởng vụ án năm ấy đã bị chôn vùi, gã có thể thoát tội. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao độ và tinh thần trách nhiệm với công việc của mình, các cán bộ, chiến sĩ, công an tỉnh Yên Bái cuối cùng cũng lật mặt được tên sát nhân, bắt Dương phải trả giá cho hành vi man dợ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.